Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay thì tôi rất là hân hạnh được đối thoại với nhà văn Nguyễn Bình Phương. Ông là tổng biên tập của tạp chí Văn nghệ Quân đội và là phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Thưa quý vị, nhà văn Nguyễn Bình Phương thì không thích xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nhưng mà khi mà chúng tôi đặt một cái câu hỏi là sứ mệnh của người cầm bút là gì? Sứ mệnh của nhà văn Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là gì? Thì rất là hân hạnh được ông đồng ý chia sẻ. Trước hết thì xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Bình Phương. Vâng, cảm ơn anh. Thưa nhà văn Nguyễn Bình Phương, tôi thì có một cái thắc mắc như thế này. Khi mà ông mới bước vào nghề viết, thì lúc đó trong tư duy của một nhà viết, một cột cây bút, lúc đấy có lẽ là tuổi trẻ, thì không biết là ông có nghĩ đến cái từ là sứ mệnh hay không? Thường thường thì rất ít khi mà khi người ta viết văn ấy, dạ, người ta nghĩ đến một cái sứ mệnh. Thường bắt đầu viết văn thì tôi chủ quan, tôi nghĩ thế. Các nhà văn cũng như những nghệ sĩ đầu tiên bước vào nghề thì có thể có những cái ý nghĩ nó cũng hơi vô định, chứ cũng chưa hẳn đã ai xác định được một sứ mệnh nào đó. Sứ mệnh nó chỉ đến khi mà người ta đi được một chặng và ý thức được cái nghề sáng tạo Thiền Lô Ký, tôi cho rằng sứ mệnh nó mới đến. Như vậy là tôi hiểu là nhà văn Nguyễn Bình Phương cũng như là rất nhiều những nhà văn khác thôi đến với văn chương từ một cái nhu cầu là viết ra một cái gì đó trong lòng mình, trong suy nghĩ của mình. Vâng. Vậy thì khi nào ông ý thức về cái chữ sứ mệnh đó? Đi phải đến một chặng cũng dài, dăm ba tác phẩm xong rồi thì mới thấy được cái ý thức được cái ngoài bút của mình. Dăm ba tác phẩm lúc đấy khoảng mấy chục năm rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Và thường thường thì cái này thì tôi nghĩ là vì căn bản là chúng ta không được đào tạo nghệ thuật, thì phần lớn các nhà văn chúng ta bước vào sáng tác ấy, thì theo con đường tự phát. Mặc dù cũng có thể có những người học bài bản, nhưng chủ yếu vẫn là theo tự phát. Nên được bảo để giáo dục hoặc là ý trang bị cho cái ý thức một sứ mệnh nào đó thì nó sẽ đến từ từ và chậm thôi, không đến ngay được. Ông có thể chia sẻ cụ thể là lúc đó thì những cái yếu tố nào mà khiến ông từ một người viết tự phát lại ý thức về sứ mệnh của nhà văn được không? Những phản hồi của độc giả. Những cái cuộc gặp gỡ với độc giả, phản hồi của độc giả, thậm chí của các nhà phê bình, thì họ mổ xẻ tác phẩm. Thì lúc ấy thì mới thấy được là cái tác phẩm của mình có một tác động nào đó đối với xã hội, đối với một bộ phận cũng khá lớn. Thì nhà văn khi ấy thì mới như cá nhân tôi là lúc ấy tôi mới ý thức được cái sứ mệnh của mình, phải ý thức hơn khi viết. Trước đó thì cũng có thể viết rất là tự do, khoáng đạt, thậm chí là có những cái khoảng bất chấp. Nhưng sau đó thì thấy rằng là cũng có cái tác động với xã hội xung quanh ấy, thì phải ý thức thôi. Vâng. Cái bất chấp ở đây có nghĩa là thế này, bất chấp nhiều cái tiêu chuẩn, bất chấp nhiều cái nguyên tắc, viết chỉ để thỏa mình thôi. Nhưng mà khi ý thức sứ mệnh thì mình phải viết khác đi và mình không bất chấp nữa. Hiểu như thế có đúng không ạ? Không hẳn thế, mà nó có những cái chừng mực hơn. Cái chừng mực này không phải là sự rụt rè, sự tự hạn chế. Nhưng mà khi viết thì bắt đầu tôi không thích cái chữ sứ mệnh. Nhưng mà tôi thích một cái chữ mà nhà văn nó cũng giống như người thường thôi, nó là một nghề. Thế thì nó có cái này này, quan trọng là cái nghĩa vụ của nhà văn này. Chứ sứ mệnh thì tự nhiên chúng ta tách chúng ta ra nó khỏi đời sống này. Nó cũng không, nhà văn cũng không hẳn là thần thánh. Thế nên là nó chỉ là một nghề khá đặc biệt và nó gắn với xã hội thì nó có nghĩa vụ. Và tất nhiên khi có nghĩa vụ thì nó gắn với một cái nữa, nên là quyền của nhà văn, hai cái nó đi với nhau. Thì tôi thích dùng cái từ quyền và nghĩa vụ để thấy nhà văn nó gần với đời sống hơn. Vâng. Ông có thể chia sẻ một câu chuyện cụ thể nào đó về một cái phản ứng nào đó, phản hồi nào đó với một tác phẩm cụ thể, một nhân vật cụ thể của ông, để mà sau đó ông thấy cái ý thức về quyền và nghĩa vụ của một cây bút nó rõ ràng hơn không?
có kỷ niệm cụ thể nào không? Cũng có, ví dụ như khi mà tôi viết cái cuốn tiểu thuyết Những Đứa Trẻ Chết Già. Thế thì mọi thứ thì nó không rõ ràng. Thế một anh bạn của tôi đọc, anh rất thích và anh ấy mang về quê. Và sau đó anh ấy kể cho tôi là tôi mang cái cuốn Những Đứa Trẻ Chết Già của ông về, và vì tôi thích quá, tôi đọc tôi thích, tôi mang về. Thì bố tôi đọc, sau đó thì bố tôi ném úp một cái xuống giường và bảo vào viết thế nhi mà cũng viết à. thế là ông cụ phản ứng một cái thứ mà đối với, có thể đối với ông cụ đó là nó, tại sao văn chương nó là cái thứ nó cứ huyền ảo mà nó cứ viển vông như thế. Những chuyện chẳng có thật, thậm chí nó đôi khi nó không liên quan đến đời sống của một người, hoàn toàn tưởng tượng. Mà cụ con em xuống lòng cụ bảo viết như thế đấy mà cũng in. Thì tôi thấy là hình như là ông cụ cũng có lý một tí. Và đấy nó cứ điều chỉnh dần dần như thế. Cũng giống như là sau đấy tôi viết cái tiểu thuyết Ngồi thì cũng có những cái phê bình, thậm chí có cả bài phê bình rất là nặng của một cái ông ở đó, hình như là một quốc hội in ở báo Văn Nghệ. Nói trong cái phê bình ấy thì ông ấy cũng có lên án một số thứ ở trong ấy. Ông ấy chê cả về nghệ thuật, nhưng mà nghệ thuật thì tôi không quan tâm. Cái việc chê không quan tâm. Nhưng có một chi tiết khiến mình phải nghĩ một tí. Ông bảo đấy, cuốn tôi nhớ dùng một cái từ gọi là bố láo. Khi mà trong một cái đám tang, ở trong cái tiểu thuyết Ngồi có một đám tang của một cái mẹ một cái cô đồng nghiệp, thì một cái anh nhân vật ở trong ấy có văng tục, nó cãi nhau với một ai và nó văng tục trong cái đám tang đó, và cái người phê bình ông nói là bố láo, có phải là trong đám tang đã để văng tục một cái. Thì mình cũng lấy những chi tiết ý để khiến mình ý thức được rằng là người ta rất là để ý. Và nó tác động đến nhận thức của người ta. Thì đấy là những cái mẩu nhỏ. Và nhiều chi tiết khác thì tôi thấy là mình cần phải điều chỉnh. Vậy thì sau này khi mà ông đã điều chỉnh rồi, thôi chúng ta không dùng từ sứ mệnh nữa, bởi vì ông không thích từ đó. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ là quyền này, nghĩa vụ này, trách nhiệm của một nhà văn, giống như một người làm nghề nào đó thôi, trong đời sống này. Thì khi ông đặt ông bút để mà viết những tác phẩm sau này, thì lúc đó cái điều nào mà nó ám ảnh ông nhất, nó trân trọng ông nhất về câu chuyện nghiệp vụ đời sống dục chắc về đời sống? Dạ. Và về đời sống, thực ra thì thế này nhá, nhà văn ấy là người mà nó chỉ ra những căn nguyên của đời sống về xã hội. Đấy, nó sẽ phải chỉ ra cái nghĩa vụ của nó, chỉ ra tại sao thời đại của nó con người suy đồi, tại sao đạo đức xuống cấp, tại sao các giá trị văn hóa truyền thống bị phá vỡ, tại sao con người thế này không phải là thế kia. Thì đấy là nghĩa vụ của nhà văn, như thế phải lý giải điều đó và nó chỉ ra. Chứ còn thì trong một cái cuộc tôi có sang bên Hàn Quốc, một cái cuộc giao lưu với các nhà văn quốc tế, thì tôi cũng có nói chuyện về cái đó và cũng có tranh luận với một cái nhà văn Ai Cập. Khi anh ấy nói rằng là nhà văn không chỉ là người chỉ ra cảnh báo hoặc là reo lên hân hoan về đời sống đương đại của anh ta, mà anh ta cần phải thay đổi, can thiệp thay đổi đó, đưa ra cái giải pháp. Thì tôi bảo là tôi thì có phản bác được, không đúng. Anh ta chỉ có quyền và giỏi nhất trong cái việc là chỉ ra những cái căn nguyên thôi. Thế còn thì giải pháp để thay đổi ấy không thuộc về nhà văn. Vì khi nhà văn đưa ra giải pháp thì rất nguy hiểm. Vì bản chất của nghệ thuật là lãng mạn, mơ mộng, huyễn tưởng. Nhưng cái trực giác rất giỏi để chỉ ra được những vấn đề. Hoặc để cảnh báo. Vâng. Và nó cũng có thể nó rung chuông, nhưng mà nó đưa ra giải pháp thì sẽ rơi vào lãng mạn mà như thế thì không đúng. Giải pháp phải là dành cho các nhà chính trị tỉnh táo. Văn học nó phải thế. Thì tôi nghĩ rằng là nghĩa vụ của nhà văn là như thế, anh chỉ ra thôi.
anh chỉ ra những cái vấn đề này khiến cho các nhà chính trị phải suy nghĩ. Khi mà ông quan sát đời sống văn học Việt Nam đương đại của thời đại mà chúng ta đang sống đây, thì ông thấy rằng là những nhà văn của hôm nay đã thực hiện được cái nghĩa vụ đó chưa? Đã nhìn ra được những vấn đề của đời sống đó chưa? Đã rung chuông được những vấn đề đó chưa? Và nếu chưa thì chúng ta phải làm gì để các nhà văn đương đại làm được điều đó? Cũng có rất nhiều những nhà văn đã làm được những cái vấn đề rung chuông. Dạ. Rung chuông thì có hai cái, một thứ là dân chuông để cảnh báo và một thứ cũng là rung chuông để hân hoan. Chứ không nhất thiết phải là nhà văn chỉ ra những cái tồi tệ đâu. Anh ta chỉ ra cả những cái rất là tốt đẹp để mọi người nhìn thấy đó mà đi, đúng không ạ? Thế thì có một bộ phận nhà văn thì đã làm được cái điều đấy, tôi nghĩ thế. Nhưng mà cũng khá nhiều những nhà văn thì chưa làm được, khá nhiều. Nó dẫn đến cái tình trạng là văn học không tác động quá nhiều tới đời sống vì thế. Rất nhiều những tác phẩm khi in ra thì ngoài chất lượng nghệ thuật thì có khi đối với độc giả đọc cũng được, không đọc cũng được. Thì đấy là những cái tác phẩm mà tôi cho là nó chưa tạo được cái tiếng rung chuông đối với người ta, chưa được tạo được cái tác động tới xã hội. Thế thì cái ý thì nhà văn phải nghĩ. Thế thì chính là phải nghĩ về nghĩa vụ của mình và nghĩ về quyền nữa. Tôi cho là nghĩ về quyền nữa. Thế thì nghĩa vụ của nhà văn là anh chỉ ra được những cái như tôi vừa nói, và quyền của nó cũng gắn với nghĩa vụ. Nó quyền của nhà văn là thế này, này. Anh cũng phải được quyền chỉ ra những cái suy thoái của xã hội, chứ không nên cấm người ta. Nó có quyền đấy, nó nghĩa vụ của nó làm xã hội tốt đẹp lên, đúng không ạ? Chỉ ra những cái hướng tốt đẹp thì anh phải cho nó một cái quyền thôi, nó phải chỉ ra được cái đó, không nên. Tức là nhà văn được tự do với những ý tưởng của mình, với những ý tưởng rung chuông, với những cái nguyên tắc đó của mình. Vâng. Vâng, tự do, nhưng mà nó không phải là vô cùng, cái tự do nó không phải vô cùng, nó không phải là cái thứ tự do vô lối, đúng không ạ? Tự do có trách nhiệm. Và nó phải có gắn với cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của anh. Và cái quyền của anh là cũng là quyền chỉ ra được cái sự suy thoái của xã hội, những vấn đề cần phải báo động. Cũng như là nhà văn thì có quyền, có nghĩa vụ là phải giữ gìn cái sự trong sáng của ngôn ngữ tiếng Việt, đúng không ạ? Nhưng nó cũng có quyền phá vỡ những cấu trúc để đi đến một cấu trúc ngôn ngữ mới. Đấy. Những vấn đề cần phải bàn và cần phải có những cái cuộc hội thảo, thảo luận rất kỹ là ở chừng mực nào. Đấy. Khi mà ông đọc văn của những nhà văn đương đại thì ông có ấn tượng cụ thể với một hai cái tên nào và có thể chia sẻ được không? Những cái tên mà ông cho rằng đấy là những người đã làm đúng, làm đến cùng quyền và nghĩa vụ của người cầm bút trong thời đại hôm nay không? Tôi thấy cũng nhiều chứ. Những nhà văn mà thực sự đáng kể thì nhiều, cũng nhiều chứ không phải ít. Nhưng có thể kể tên như anh Nguyễn Huy Thiệp. Dạ. Anh Thiệp, anh Bảo Ninh, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, chí Bùi Ngọc Tấn. Dạ. Và Tạ Duy Anh, Nguyễn Việt Hà, thì tôi thấy là Nguyễn Ngọc Tư. Dạ. Đấy là những cái nhà văn mà tôi nghĩ là họ đã có những cái tác động rất lớn tới xã hội bằng quyền và trách nhiệm của họ. Có một cái điều dễ nhận thấy thế này, tất cả những nhà văn mà ông vừa kể thì phần lớn đều là những nhà văn mà đã khẳng định được tên tuổi, đã đóng đinh tên của mình vào trong cái dòng văn học đương đại rồi. Và chúng ta thấy là hình như rất thiếu những cái gương mặt mới mẻ. Như trong số những người ông kể thì Nguyễn Ngọc Tư là người có vẻ như trẻ nhất, đúng không ạ? Thì chị cũng đã khẳng định mình từ khoảng hơn chục năm trở lại đây rồi. Liệu chúng ta có thể kỳ vọng vào một thế hệ cầm bút mới, những thế hệ 9X, thậm chí là những thế hệ 10X cho một cái đời sống văn học đương đại này không? Ông có thấy một cây bút trẻ nào không? Hoặc là có một điều gì để kỳ vọng vào họ? Nhà văn ấy thì
Thì tôi nghĩ là đừng kỳ vọng. Đừng kỳ vọng. Chúng ta kỳ vọng vào một người, vào một thế hệ cũng để làm gì đâu. Bởi vì văn học nó là tự thật. Đấy. Văn học thì nó phải xác định, nó giống như là cây cối ấy mà. Nó đến mùa thì nó ra hoa, đến lúc thì nó đậu quả. Và nó cũng theo vụ mùa thôi. Có mùa nhiều, có mùa ít, đúng không? Có mùa được, có mùa nó cũng thất thu. Và tôi nghĩ là nó là khi mà một nhà văn, nó liên quan đến cái việc không kỳ vọng ở chỗ này. Một nhà văn, anh có sứ mệnh của một nhà văn thật, như chúng ta dùng cái từ sứ mệnh ấy, và có một cái phẩm chất để trở thành nhà văn ấy, thì tự nó thành nhà văn. Tự nó thành nhà văn. Khi mà ông trời ông ấy gieo một cái hạt giống văn học vào tâm hồn một người, sau có thể 20 năm nó nảy mầm, nhưng có thể đến 40 năm sau nó mới nảy mầm, nhưng kiểu gì nó cũng nảy mầm. Vâng. Vâng. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ thế này, bên cạnh cái việc là có những cái hạt mầm mà ông trời ông ấy gieo vào đó, chúng ta tạm gọi là những hạt mầm văn chương đi, thì chỉ trông vào những hạt mầm đó thôi và xã hội không làm gì, hội nhà văn không làm gì, thì những hạt mầm đó lớn lên liệu nó có cô đơn không, nó có trở thành những cái cây chệch hướng không? Cho nên là tôi nghĩ rằng ví dụ như là ông bây giờ là phó chủ tịch hội nhà văn Việt Nam, thì ông đây là trách nhiệm của hội nhà văn trong việc nuôi nấng những hạt mầm đó như thế nào không? Thực ra thì hội nhà văn không có khả năng kiến tạo lên một nhà văn từ nhà văn trung bình trở thành nhà văn giỏi được đâu. Đấy. Anh ta sẽ đi một mình, và chỉ có hội nhà văn thì tạo ra một bầu không khí xung quanh để anh ta đi một cách là hứng khởi, nhiệt tình, và chỉ có thế thôi. Chứ không ai có thể giúp một nhà văn từ nhà văn hạng B lên nhà văn hạng A. Không ai có thể biến một cây bút chè đột ngột trở thành một văn hào được. Nó phải có một cái quá trình của chính. Vấn đề hội nhà văn là tạo ra một cái khí quyển thuận lợi để người ấy đi thôi. Thế nhưng mà cũng xét cho cùng thì một người có thực tài thì nó không phụ thuộc quá nhiều vào bộ khí quyển của anh ta. Và đấy chỉ là những cái giá trị cộng thêm thôi. Và hội nhà văn thì tôi nghĩ chỉ khiêm tốn ở mức ít thôi, không tạo được những cái thiên tài, những cái đột xuất. Đang không bàn đến cái khía cạnh rất khiêm tốn như ông nói của hội nhà văn định. Vậy thì theo ông, hội nhà văn Việt Nam đã tạo được cái bầu không khí đó chưa, cái khí quyển đó chưa? Nó chỉ tạo được một phần nào thôi. Và chứ nó cũng chưa tạo được tất cả. Tôi nghĩ là sau mỗi chặng thì sẽ có những cái nó làm tốt lên. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, sự cởi mở của hệ thống chính trị, của xã hội, sự phát triển của đất nước nữa. Chúng ta có một cái quan niệm thế này, nó mang tính chất là truyền thống của những tổ tiên ông cha chúng ta. Đó là ngày xưa ấy, thì những người làm văn làm thơ, người ta có một cái quan điểm là văn dĩ tài đạo, thi dĩ ngôn trí. Văn chương là phải tài đạo, văn chương là phải nói đến cái ý hướng lớn lao của những đấng nam nhi trong cuộc đời. Hay chúng ta đọc Thuận Hoài chẳng hạn, phải là múa giáo non sông chảy mấy thu, ba quân hùng khí át sao nhiêu, tức là những cái gì đó rất là to lớn. Bây giờ nếu như nhìn lại một cái tư tưởng văn chương như thế và đặt lên nhà văn những cái sứ mệnh như thế, thì không biết là một người hiện đại, nhưng nhà văn Nguyễn Bình Phương có suy nghĩ gì không? Tôi thì tôi nghĩ theo hướng mở, cũng phải có những người như thế. Nó là tự do mà. Thế thì chúng ta đòi hỏi cái sự mở, đòi hỏi và mong muốn cái sự phong phú của văn học, thì chúng ta cũng phải chấp nhận những quan điểm. Tôi cho là cái việc nói về như anh vừa đưa ra ấy cũng là một quan điểm. Mà cũng không nhất thiết phải bắt tất cả đều đi theo một quan điểm. Có những người mà người ta chú ý đến những cái tinh tế của nội tâm thôi, họ chỉ khám phá con người cá nhân thôi, cũng rất tốt. Đấy là một hướng. Cũng có những con người thì nghĩ đến bao quát nó rộng hơn, con người của một thời đại cơ, thì cũng tốt chứ sao đâu.
chứ không nhất thiết, tôi nghĩ là không nhất thiết phải 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 có đi theo một hướng. Có những người như có thể ví như Xuân Diệu chẳng hạn, là đi vào con người cá nhân cũng lớn, đúng không ạ? Huy Cận đi vào vũ trụ cũng lớn. Nhưng có những người đi vào đời sống và đi vào thời đại với toàn bộ cái hùng tâm của mình, như Tố Hữu cũng lớn chứ. Và khi mà nhà văn mà đạt đến cái độ nào đó thì các đỉnh núi thì bằng nhau, các giá trị bằng nhau. Chứ không có hơn kém. Khi nó vượt lên rồi đó, các giá trị thì bằng nhau. Vàng là vàng thôi. Chứ cũng không cần là phải đặt ra một cái tiêu chí nào nó ghê gớm cả. Không, và tôi nghĩ thấy nhà văn thì tự anh lựa chọn. Nhưng vấn đề như chúng ta trở lại một tí là trong cái quá trình anh lựa chọn thì anh nên gắn với hiểu rõ hơn cái quyền, cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của anh thì nó tốt hơn. Tôi thấy ở một cái điều mà cần phải xem, cũng cần phải suy nghĩ với nhau một tí là có những tác phẩm cũng không phải là ít, nó dẫn đến cái sự vô thưởng vô phạt. Tức là nhạt đúng không ạ? Vâng. Nhạt. Đấy, nhạt nhạt và nó không có một thông điệp rõ ràng ở phía sau. Thưa ông, lúc nãy ông còn nói đến một cái ý tưởng ấy, là bây giờ chúng ta chưa có những cái tác phẩm mà khiến cho độc giả người ta phải đọc. Và bây giờ thì ông nói về cái chuyện là đã tồn tại những cái trang văn nhạc. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là đâu đó nó có thể là câu chuyện của người viết, của người cầm bút. Nhưng mà ở một phương diện khác ấy, liệu nó có phải là câu chuyện của công chúng thời hiện đại hay không? Bởi vì thế này, công chúng bây giờ khác công chúng ngày xưa. Ngày xưa thì người ta có thể đau đáu vào một tác phẩm văn học nào đó, nhưng bây giờ người ta xem mạng xã hội, người ta xem giải trí rất nhiều. Và bản thân cái đặc điểm công chúng đó cũng làm khó cho thế hệ những người viết của ngày hôm nay, của một cái thời kỳ 4.0 rất là phong phú này. Ông có nghĩ đây là một vấn đề mà khiến cho cái sự tồn tại của nhà văn ngày hôm nay khó hơn so với quá khứ không? Tôi không nghĩ thế. Bằng cớ là sách vẫn in rất nhiều, hàng trăm nhà xuất bản vẫn tồn tại, hàng nghìn hội viên hội nhà văn vẫn viết văn. Mà mỗi ngày là một rộng hơn nữa. Và bao nhiêu sách anh ra các phố sách có cả, cuối cùng không thể đổi cho độc giả được. Người viết phải xem lại chính anh được, tôi nghĩ thế. Thế còn thì tại sao Nguyễn Nhật Ánh vẫn bán được ghê gớm như thế? Tại sao mở rộng ra thế giới, giải thưởng Nobel văn học vẫn tạo được sự quan tâm ghê gớm như thế? Người ta vẫn cần văn học, người ta vẫn cần sách đọc mà. Nhưng trong những lựa chọn, người ta cần những cuốn sách có chất lượng. Họ có quyền. Ngày xưa có thể những cuốn sách nó do cái hạn chế về cái sự bó hẹp về các hình thức giải trí thì người ta không có quyền lựa chọn, thì người ta bắt buộc phải đọc. Nhưng bây giờ có quyền lựa chọn, anh phải đưa ra một sản phẩm cao cấp nó mới đọc, chứ không phải người ta không có nhu cầu. Tôi nghĩ thế. Và như thế thì theo ông, thế hệ nhà văn cầm bút hiện nay cũng không có cái gì khó khăn hơn, vất vả hơn so với thế hệ trước ạ? Không, không, không có thể nào nhà văn khó hơn cả. Tôi nghĩ thế. Nhu cầu đọc vẫn tồn tại, nhu cầu bồi đắp tâm hồn luôn luôn cần. Thậm chí nhu cầu để định hướng cái lòng tốt cho con người, mỗi cá nhân cũng thầm mong là có, nhưng họ tìm ở đâu? Nhà văn không mang đến thì họ tìm ở điện ảnh. Điện ảnh không mang đến, họ tìm ở âm nhạc. Thậm chí cũng có thể đến mức mà họ tìm ở những trò chơi game, nếu như các anh không đạt được cái gì đó. Quyền lựa chọn mà, đúng không? Tự nhiên ông làm cho tôi có một cái ý nghĩ thế này. Khi mà chúng ta thấy những cái đứa trẻ mới lớn nó chơi game nhiều rồi, thì lỗi không hẳn là do những đứa trẻ đó,
lỗi không hẳn là do bố mẹ của nó, mà lỗi có khi là do chúng ta chưa tạo ra được những cái dung cảm đủ đẹp đẽ và hấp dẫn để mà kéo nó đến với mình, để mà kéo nó đến với Văn Chiêu. Chính xác. Đúng rồi. Dạ. Độc giả tại sao anh Nguyễn Nhật Ánh bán ghê đấy thì phải thế. Đúng không? Anh chúng ta nhìn thì trường hợp Nguyễn Nhật Ánh là chúng ta thấy là người ta các thế hệ trẻ, các lớp trẻ nó vẫn đọc sách chứ. Nó mua mỗi lần của anh ấy là bao nhiêu vạn đâu mà. Đâu phải như là Nguyễn Minh Phương mỗi lần in có 1.500-2.000 đâu. Đấy, chúng ta phải nhìn phải đặt câu hỏi như thế, phải ngược lại. Tôi không thích mọi thứ cứ phải đẩy cho độc giả chẳng có lỗi gì cả. Như vậy là ông đang nhìn một cái câu chuyện này từ góc độ số lượng, số lượng in của Nguyễn Nhật Ánh, số lượng những nhà xuất bản, số lượng của rất nhiều những cuốn sách ra đời mỗi năm. Tuy nhiên tôi muốn nhìn thêm ở một góc độ nữa, đó là góc độ về chiều sâu chất lượng nữa. Ở chỗ là thế này, nếu chúng ta nói rằng chúng ta vẫn có những nhà văn có sự hấp dẫn với độc giả, thì bao giờ chúng ta sẽ có một nhà văn không chỉ là đủ hấp dẫn với độc giả Việt Nam mà sẽ đủ hấp dẫn đối với những độc giả ngoài biên giới Việt Nam, thậm chí những người có thể mơ mộng và có quyền mơ mộng là chạm gần đến, đi gần đến một Nobel Văn Chương? Theo chủ quan của tôi nhé, dạ, thì chất lượng văn học hiện nay của chúng ta cũng không thấp quá chênh lệch với quốc tế đâu. Cái mà hạn chế nhất của chúng ta chính là công đoạn dịch ra ngoài, quảng bá ra bên ngoài, giới thiệu ra bên ngoài thôi. Chứ tôi cũng nói có cơ sở, bởi vì thế này, những tác phẩm văn học đình đám của thế giới đương đại, thậm chí những nhà văn mà chúng ta cứ hay đề cao là Nobel, đúng không ạ? Khi dịch cho Việt Nam đọc thì tôi thấy cũng có nhiều nhà văn chúng ta có kém gì đâu, không kém. Nhưng cái ngôn ngữ của chúng ta là ngôn ngữ nó hẹp, đất nước nó nhỏ bé, cộng với cái việc chúng ta chưa làm tốt cái quảng bá dịch thuật nó ra ngoài, dịch thuật và truyền thông nữa. Vâng, thì nó thế thôi. Chứ theo chủ quan của tôi thì tôi nghĩ là anh Thiệp không kém bất cứ nhà văn lớn đương đại thế giới nào. Mà thật ra bằng chứng là Văn Chương của Nguyễn Y Thiệp cũng đã được dịch ra nước ngoài. Vâng. Nhưng mà có lẽ là độ phổ nó chưa quá rộng, đúng không ạ? Đấy là bởi vì là người ta chỉ tìm đến anh ấy thôi, chứ chúng ta chưa, quốc gia chúng ta chưa có một cái chiến dịch mở rộng cho anh ấy. Mà cũng là lỗi của Hội Nhà Văn, tôi nghĩ thế. Chưa tạo ra được cái đấy. Hãy tập trung dịch Nguyễn Y Thiệp đi. Và đầu tư vào đấy đi. Quảng bá. Ông ấy nó lớn không kém gì bất cứ nhà văn đương đại nào. Như tôi đọc, những nhà văn đương đại mà được dịch ra Việt Nam bây giờ mặt bằng dịch là gần như ngang nhau rồi, đúng không? Quốc tế nó có cái gì thì mình dịch ra rồi. Thì tôi thấy anh Thiệp không kém gì cả. Nếu như mà nhìn ở góc độ đó, và nếu như trong tương lai chúng ta cải tiến được khâu là dịch thuật này, quảng bá ra nước ngoài, thì theo ông, đến một lúc nào đó nhà văn Việt Nam có quyền nghĩ đến một Nobel Văn Chương không? Tôi nghĩ là nó có hoàn toàn có quyền nghĩ đến chứ, hoàn toàn xứng đáng chứ. Văn học của chúng ta hay, tôi vẫn nghĩ là văn học của chúng ta hay. Cho nên là không có lý do gì để tôi từ chối cái hy vọng một vài thập kỷ tới chúng ta có những cái nhà văn mà có thể khiến thế giới người ta cũng phải ngả mũ chứ. Cũng không chúng ta không phải là quá bế tắc trong hy vọng đâu, mà chúng ta có cơ sở. Cái dân tộc này nó yêu văn chương, tất nhiên vì nó yêu quá cho nên nó sẽ dẫn đến cái việc là nó bình dân hóa rất là nhiều, nó hồ cầu hóa nhiều, nhưng vẫn có những yếu tố, vẫn có những cái đại diện hết sức yếu tố. Tôi thì tôi lạc quan đến với văn học Việt Nam nhiều hơn. Với cá nhân nhà văn Nguyễn Bình Phương thì sao? Khi mà ông cầm bút viết từ ngày rất là lâu rồi, có bao giờ ông thấp thoáng một ý nghĩ, một hy vọng là mình sau này có thể đạt được một cái giải gì đó ở trên tầm quốc tế hay không? Không, khi tôi nghĩ thì tôi không nghĩ đến giải viết, thì tôi không nghĩ đến giải thưởng. Bằng cớ thì tôi nghĩ là bản thân tôi thì hầu như là người không có duyên với giải thưởng. Giả dụ như bây giờ
ông không phải là một nhà quản lý, ông chỉ là một nhà văn thuần túy thôi, và chỉ sống đơn thuần bằng viết văn, sống đơn thuần bằng tác phẩm. Khi đó ông nghĩ rằng là mình có thể sống được với cái nghề viết không? Tôi có thể sống bằng viết với điều kiện phải mở ngoặc rằng cộng với báo chí. Chứ còn nếu chỉ viết văn thì không sống được. Khoảng một cuốn tiểu thuyết tôi viết bình quân khoảng 4 năm. Từ khi khởi đầu cho đến khi ra xuất bản bình quân 4 năm. Khi xuất bản ra trả nhuận bút cao thế nào thì cuối cùng chỉ được 20 triệu. Mà trong 4 năm. Nếu mà chia ra như thế thì làm sao tôi sống được. Chỉ trừ hy vọng là được tái bản nhiều thôi. Tái bản thì cũng không ăn thua lắm. Mỗi lần tái bản đâu, tức khoảng vài ba năm tái bản lần thì nó lại nhuận bút còn thấp đi tí nữa. không phải ai cũng được như Nguyễn Nhật Anh đúng không ạ? Vâng. Khi mà chúng ta nhìn vào một thực trạng như vậy, đó là thật ra mà nói ở Việt Nam bây giờ nhà văn không sống được bằng nghề. Chỉ trừ một vài những trường hợp hiếm hoi kiểu như Nguyễn Nhật Anh. Thì không biết ông có lời khuyên nào cho những cây bút trẻ không? Bởi vì tôi qua quá trình gặp gỡ, làm việc thì tôi biết rằng là có nhiều cây bút trẻ họ cũng đau đáu với văn chương. Họ cũng muốn hết mình với văn chương. Nhưng mà họ hiểu rằng là nếu như hết mình như vậy thì cái tương lai vật chất của mình đó, nó rất là mù mịt. Cho nên là đây là một bài toán mà nói như Xuân Diệu là cơm áo không đùa với khách thơ. Khi ông hiểu rõ một cái thực trạng như thế với tư cách một người đi trước, không biết có lời khuyên nào cho những cây bút trẻ hay không? Tôi thì tôi không dám có lời khuyên. Nhưng mà cái bài toán này thì từ sửa xưa cơ, chứ không phải đến Xuân Diệu được. Từ sửa xưa các cụ ngày xưa đã thế rồi, Nguyễn Du đã thế rồi. Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên mà. Giữa cái hùng tâm của người viết với cái cơm áo, cái sinh kế, nó giằng xé con người ta. Và phải hình dung rằng chính cái sự giằng xé ấy nó mới tạo ra phấn khích để nhà văn viết. Càng đau khổ nhà văn càng viết. Và cái quan trọng nhất của nhà văn ấy, tôi nghĩ là viết thì là thứ hai thôi. Để hình thành nên một nhà văn thì viết là thứ hai. Cái thứ nhất là giống như một con người bình thường. Tôi nói quyền và nghĩa vụ đấy, giống tôi đẩy nhà văn vào đấy. Là anh ta phải sống. Chứ không thể một người mà 20 tuổi ngồi trong một cái phòng kín và viết văn. Văn học là gì? Văn học nói riêng, tôi không nói các nghệ thuật khác, văn học. Văn học là trải nghiệm, là chiêm nghiệm đời sống. Thế anh phải sống đó. Đúng không? Và cần một nghề để sống đã. Vâng. Anh phải sống thì thôi, anh phải có một cái nghề. Thế thì chọn viết văn chuyên nghiệp thì tất nhiên quốc tế cũng có những nhà văn chuyên nghiệp thật. Nhưng tôi cũng không biết quá nhiều về họ, nhưng tôi nghĩ là thường như mô hình tôi nghĩ với các nhà văn thì phải có một nghề để mà sống. Nên Vũ Trọng Phụng năm cao cũng viết báo mà. Đúng không? Để làm thư ký mà. Có ai chỉ chuyên viết văn đâu. Thế còn nếu như mà đã chọn là chuyên viết văn ý, thì phải chấp nhận là có thể là rất là nghèo khổ và không, đôi khi không nuôi sống được chính mình đâu. Vâng. Và nếu chuyên viết văn ý, thì cũng phải đến một độ nào đó thì mới chuyên được. Vì sao? Vì anh viết văn từ bé mà chỉ có chăm chăm viết văn thôi mà. Thì anh lấy cái gì viết? Không có vốn. Vâng. Không có vốn. Nó không có gì để viết. Câu hỏi cuối cùng là chúng ta đang sống trong một thời đại khác rất nhiều so với thời đại trước. Khác ở chỗ là chúng ta có AI, chúng ta có trí tuệ nhân tạo. Và ở nhiều nơi ấy, người ta đã có chuyện là người máy viết văn rồi. Ở Nhật nó có những cái cuộc thi mà ở đó là một số bài thơ được làm bởi người máy, bởi robot. Khi mà ông quan sát một cái đời sống công nghệ như vậy, với sự phát triển của cách mạng công nghiệp, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, thì ông thấy rằng là văn chương trong cái thời đại này liệu nó có một cái đặc điểm gì khác? Và quyền nghĩa vụ của nhà văn trong một cái thời đại này liệu nó có gì khác so với các tiền nhân của mình trước đây hay không? Có bao giờ mà văn chương của người máy đánh bại văn chương của người thật không? Không. Tôi thì về riêng về nghệ thuật thì tôi không tin vào máy móc.
Đây là nghệ thuật thì xét cho cùng vẫn là con người, mổ xẻ con người. Máy móc thì không mổ xẻ được tâm hồn con người. Còn tôi thì thấy là cái thời đại này nó sẽ có một cái đặc điểm về cái công nghệ thông tin, nó sẽ khiến cho chúng ta đẩy vào một cái tình thế là đang mất dần đi những huyền thoại. Huyền thoại nó ra đời bao giờ nó phủ một cái lớp xương. Nên trong cái lớp xương ấy thì nó có thông tin. Thông tin mờ nhòe, thiếu thông tin cũng là thứ tạo ra huyền thoại. Nhưng mà anh lên mạng, anh gõ Google thì mọi thứ sáng trưng lên và huyền thoại không còn. Đấy là cái mà các nhà văn cũng cần phải nghĩ đến. Chúng ta hoặc là các nhà văn phải tìm một cách mới để tạo ra những huyền thoại của thời này. Đấy, và các nhà văn phải nghĩ đến cái việc ấy. Xét cho cùng thì đời sống là huyền thoại, lịch sử là huyền thoại, con người ra đời cũng là huyền thoại. Và công nghệ thông tin thì nó đang làm mất cái đó. Và đấy là sự thách thức với nhà văn. Và công nghệ thông tin bản thân nó cũng là một huyền thoại. À, nhưng nó là một huyền thoại khốc liệt. Cho nên là nghĩa vụ, quyền, trách nhiệm của nhà văn trong thời kỳ này là có lẽ là cần một cái mô thức nào đó. Vâng. Để mà tạo ra những huyền thoại cho những độc giả của mình trong thời, phải nói là lên môi của mình. À, cái ý nó liên quan đến việc này nha, một khía cạnh rất nhỏ. Tại sao bây giờ rất nhiều những nhà văn quay về viết lịch sử? Có một chút nhầm lẫn, tôi nghĩ đấy. Có một chút nhầm lẫn đấy. Bây giờ viết quá nhiều lịch sử với những tác phẩm mà tôi đọc ấy, và ngoại trừ một vài tác phẩm chứ còn lại thì tôi cũng không biết để làm gì những cái tác phẩm viết về lịch sử ấy. Nhiều tác phẩm nó gần như chỉ mô tả thôi, vâng, mô tả chúng ta tô vẽ lại thôi. Chứ còn thì quan trọng anh viết lịch sử trong một cái cuộc hội thảo giữa văn nghệ quân đội kết hợp với Đại học Hồng Đức, tôi có phát biểu lịch sử ấy. Nếu như coi lịch sử có một hình hài, bắt buộc phải có một hình hài, thì lịch sử của hình hài của lịch sử là hình hài của con người. Con người ta đi đến đâu cuối cùng, anh đi cõi nào cuối cùng vẫn chỉ là gặp con người thôi mà. Thế thì nếu mà lịch sử nó có hình hài thì nó là hình hài của con người, nó giống như tôi với em. Thế thì vấn đề sứ mệnh của nhà văn là thế này này, không phải ông vẽ cái chân dung của cái con người đó, mà ông nhìn vào cái con người ấy, ông nhìn bộ phận nào để ông viết về nó. Ông nhìn vào mắt lịch sử để ông viết về những u uẩn của nó hay viết về niềm hân hoan của nó. Ông nhìn vào bàn tay của lịch sử để ông viết về cái sự nâng đỡ nhân ái hay sự xuống tay tàn khốc đẫm máu của nó đối với đồng loại. Đúng không? Chứ không phải là ông vẽ ra một con mắt mới. Không, vâng, vâng, và không phải ông vẽ một cái hình. Ông nhìn về bước chân lịch sử để ông xem là để ông tiên đoán cái số phận dân tộc ông sẽ đi tới đâu, hay là để ông cảnh báo do cái số phận của chính ông với thời cuộc. Cái nhà văn ở đấy và lịch sử, viết về lịch sử thì tôi nghĩ là viết như thế, chứ không phải là chúng ta cứ dựng một cái xác dậy bắt ăn nói lăng nhăng nhít nhít cho nó thỏa mãn của chúng ta là không đúng. Thì tôi thấy đây là điều cũng phải nghĩ. Nhất là cái xu hướng hiện nay đang viết rất nhiều về lịch sử và những người trẻ. Để làm gì? Quan trọng là anh nhìn vào đâu để anh viết. Thì đấy là quyền và nghĩa vụ đấy của nhà văn. Và để mà có một cái nhìn vào một bộ phận nào đó của lịch sử để đưa ra những suy ngẫm, để dựng lên những huyền thoại, để có những giải thiêng hay để có những các cái tư tưởng nào đó cho hiện đại, hiện tại hoặc tương lai, thì nó đòi hỏi không chỉ là cái tầm tư duy mà cả một cái sự tinh tế khủng khiếp của những người cầm bút đương đại, đúng không? Bởi nếu không có cái điều đó thì chúng ta sẽ chạy hướng này. Đúng rồi. Và tôi thì tôi cảm giác lịch sử đang bị vần vò một cái cũng ghê gớm. Cái này thì nghiêm túc ra phải có một cái cuộc hội thảo ấy, cỡ tầm quốc gia, chứ không phải không có, sẽ dẫn đến những cái nhầm lẫn,
Không phải là anh viết về 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 đề tài lịch sử là anh tạo ra được huyền thoại đâu. Có khi anh làm hỏng hết đó. Làm hỏng huyền thoại. Anh làm hỏng hết đó. Mà trong khi anh viết thì anh nghĩ là anh đang tạo ra những huyền thoại, nhưng mà có khi anh làm hỏng đó. Không biết là về đề tài cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm nay thì điều cuối cùng nhà văn Nguyễn Bình Phương có muốn chia sẻ thêm gì không ạ? Tôi nghĩ là hôm nay tôi cũng nói hơi nhiều. Mọi khi là gần như không nói. Nói hơi nhiều. Mà cũng nói có thể hơi lăng nhăng tí. Yeah. Nhưng mà thôi thì thi thoảng cũng có lúc cởi mở với nhau tí cho nó nhẹ bớt đi. Tôi cảm giác là tôi tự tin hơn khi tôi ngồi viết. Chứ không tự tin khi ngồi nói chuyện. Bởi vì nó không thể hiện hết được cái mà tôi nghĩ. Nhưng mà ít nhất thì tôi nghĩ rằng là ít nhất là những điều mà nhà văn Nguyễn Bình Phương chia sẻ thì cũng đầy những tính chiêm nghiệm. Và tôi nghĩ rằng nó có ích cho độc giả, và nó có thể cũng có ích cho những người viết trẻ nào đó, hoặc là những ai đó đang ôm mộng văn chương. Xin cảm ơn ông, và hy vọng là một dịp nào đó ông cũng lại cởi mở chia sẻ tiếp những vấn đề mà ông suy nghĩ, được không ạ? Dạ vâng. Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Bình Phương. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi cuộc đối thoại của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tới đây.